Đẹp Tân Ạ, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty Kiến Trúc Tân Ạ. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một ngôi nhà cấp 4 hiện đại. Chủ nhân ngôi nhà là chị Xuyên ở thị trấn Con Cuông. Thế trước khi để đến với ngôi nhà chị Xuyên, mời các bạn qua kênh YouTube của Nhà Đẹp Tân Ạ. Các bạn chỉ cần đánh Nhà Đẹp Tân Ạ vào nút tìm kiếm thì sẽ ra là kênh của chúng tôi. Kênh của chúng tôi bao gồm các cái video chia sẻ về các cái mẫu nhà. Nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà 4 tầng, nhà tân cổ điển, nhà hiện đại, nhà vườn, nhà mặt phố, vân vân. Và kèm theo đó là các cái video review lại cái các cái nhà đã hoàn thiện trên thực tế do Tân đã thiết kế, để các bạn từ đó các bạn có một chút chuyên môn, ít tư liệu để áp dụng cho việc xây dựng ngôi nhà mình ở trong tương lai. Bây giờ mời các bạn quay trở lại với ngôi nhà của chị Chuyện ở thị trấn Côn Cuông. Thì mà chị Chuyện cũng đến với tâm sự, đến với công ty cũng tâm sự rằng là chị cũng tìm hiểu qua một số người, qua một người bạn đã từng thuê thiết kế của Tân Ạ, và chị quyết định chọn Tân Ạ để thiết kế cho ngôi nhà của mình. Và chị muốn nguyện vọng của chị là muốn thiết kế ngôi nhà cấp 4 nổi bật ở cái vùng mà chị đang ở. Mời các bạn, và để đáp ứng là cái nguyện vọng của chị thì chúng tôi đã sau một thời gian trao đổi về những phối cảnh bên ngoài cũng như công năng bên trong, thì mẫu thiết kế đã ra đời mà mọi người trong gia đình chị đều nhìn thấy thì đều thấy tâm đắc và rất thích thú. Và mời các bạn đến với mẫu nhà của chị Xuyên ở thị trấn Con Cuông. Thì ngôi nhà nổi bật bởi cái hai cái sảnh, là một sảnh chính và một sảnh phụ. Thì cả cái sảnh này nổi bật bởi cái hai cái cột vuông khỏe khoắn, và thân cột được sơn và vào chì màu trắng, còn chân cột và đỉnh cột này được ốp vào cả cái gạch gạch già đá màu đen. Từ sân lên thêm thì chúng tôi thiết kế là 5 bậc ngũ bậc. Sở dĩ chúng tôi thiết kế ngũ bậc là để tôn lên chiều cao của ngôi nhà. Và cái cổ bậc ở mặt bậc vào đây ở giữa đây được thiết kế màu trắng, còn hai bên là thiết kế màu màu đen. Ở bước lên thêm sảnh, nó đập vào mắt chúng ta là cái cửa chính bằng gỗ lim Nam Phi. Và cửa chính này được thiết kế là bốn cánh, hai cánh cố định và hai cánh mở ra vào, nhìn rất sang trọng. Trần sảnh chính thì được thiết kế là nhựa giả gỗ rất đẹp và bóng lộn. Đây là cái đèn chùm được đặt ở trần sảnh. Cái hệ cửa sổ hệ cửa sổ thì là được thiết kế là nhôm kính sim pha màu ghi, để các cái cửa sổ này nổi bật hơn. Thì là bao quanh các cái cửa sổ chúng tôi đều thiết kế các cái phao chì sơn trắng, phao chì nổi sơn trắng. Điểm nhấn của các của nhà là các cái bức tường được sơn màu ghi và các cái đường chỉ âm được được đường chỉ âm chạy từ mặt trước đến mặt bên và được sơn sơn trắng. Cái cổ máy ở đây thì được ở đây thì chúng tôi thiết kế là sơn trắng. Ở phía bên phải có cái hè lam sắt để trồng các cái hoa dây leo.
cái hệ máy đây được thiết kế là hệ nhà máy nhiều chóp, gồm các chóp chính và phụ. Trên các đỉnh chóp theo được gắn các cái kim thu sẹt, và các kim thu sẹt này được liên kết với nhau, liên kết xuống phía dưới để tạo cái sự an toàn cho ngôi nhà. Các cái bồn hoa cây cảnh được bố trí ở phía trước nhà, tạo thêm sức sống cho ngôi nhà. Đấy, phía bên phải của ngôi nhà thì có thiết kế một lối đi từ phía trước ra phía sau. Đây, nhìn tổng thể phối cảnh phía bên ngoài rất đẹp, rất sang trọng, bắt mắt. Bây giờ ta có vào phía bên trong ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà thì với cái bề ngang cả tính cả sảnh là 15,3 m, còn chiều dài tính sảnh thì là 15,8 m. Ở đây phòng khách là rộng 27,2 m², phía bên phải sẽ là bếp ăn, và phía trước là phòng thờ. Và phòng thờ được cách cách ngăn cách bếp ăn bằng tường tường 10. Còn phòng khách được ngăn cách với cả cái phòng ngủ, hành lang phòng ngủ là bằng cái lam gỗ để tạo cái thẩm mỹ đẹp mắt khi ta ngồi phòng khách nhìn vào. Còn phía bên trái là phòng ngủ rộng 17,8 m², có nhà vệ sinh riêng ở phía trong. Còn phía sau là được bố trí hai phòng ngủ, một phòng rộng 15 m² và phòng thứ hai rộng 17,7 m². Và ở vị trí phía trong là sân rửa và nhà vệ sinh chung. Phía sau có một lối đi được trổ ra phía sau để tiện cho việc chủ nhà đi làm vườn, và đi làm vườn về thì vào ở vị trí cửa này và rửa rãi chân tay trước khi vào nhà. Còn phía phía bên phải là sảnh phụ, và sảnh phụ này có một lối đi có thể đi từ sảnh phụ này và phía vào bếp bếp bắn, hoặc là đi từ sau nhà đi theo lối đi này là vào bếp bắn. Về cái giao thông, cách bố trí các cái lối đi rất là thuận tiện, hợp lý, khoa học. Các cái công năng của ngôi nhà từ cái phòng ngủ đến phòng vệ sinh bố trí theo phong thủy, hợp lý, khoa học, thiết thực. Bây giờ ta nhìn lại một lần nữa cái phối cảnh ngôi nhà từ mặt trước đến mặt nhìn từ phía ngoài vào. Thì ở đây chúng tôi cũng thiết kế cái hệ thống hàng rào hoặc cổng để phù hợp với có màu sắc ngôi nhà. Hàng rào đây được sơn màu trắng, và các cái trụ cổng thì cũng sơn trắng và kết hợp ốp các cái đá màu ghi. Mẫu nhà vừa rồi là mẫu nhà cấp 4 sang trọng của chị Chuyển ở thị trấn Con Cuông. Nếu các bạn thấy cái mẫu nhà này nó đẹp và nó hợp lý và thiết thực, có thể áp dụng vào việc thiết kế của ngôi nhà mình trong tương lai, thì các bạn vào kênh của chúng tôi và đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ cái video nào cả. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.